Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Đây là chiếc máy Asus TB550L. Đây là model laptop cảm ứng đến từ thương hiệu Asus. Dòng máy này sẽ chạy CPU Core i3 đời thứ tư. Và với việc nâng cấp cho dòng máy Asus TB550L, chúng ta chỉ có thể nâng cấp được một thanh RAM 8GB trên dòng mainboard của Asus này thôi, vì mainboard này chỉ hỗ trợ một khe RAM nha. Khe RAM còn lại là khe RAM mặc định là 4GB DDRAM jack. Mình đang nâng cấp RAM Max Maximum là lên RAM 2GB. Nâng cấp RAM thì các bạn chỉ đảm bảo được cho các tác vụ mở đồng thời được nhiều hơn hay là không thôi. Tăng tốc khởi động thì chúng ta cần phải yêu cầu nâng cấp thêm SSD. Asus TB550L chúng ta sẽ dễ dàng nâng cấp SSD, nhưng chúng ta chỉ có thể nâng cấp được SSD 2.5 mà thôi. Hiện thời mình đang gắn SSD 2.5 128GB vào khe mặc định của máy, là ở cái khe HDD cũ nha, để tăng tốc khởi động. Ở cái khe ổ đĩa DVD chúng ta sẽ thay thế bằng cái T-Bay để gắn ổ cứng HDD cũ vào khe này. Các bạn sẽ chạy được hai ổ cứng trên cùng một máy. Hiện thời ổ cứng cũ HDD 500GB đang chạy distro của Linux. Như vậy mình sẽ sử dụng phần mềm để rebuild cái distro của Linux sang cái ổ SSD mới. Cho bản thách này, bạn có ý định là chạy Linux trên Asus TB550B nha. Thì đây là một giải pháp để giúp các bạn tăng tốc về phần cứng dành cho những chiếc laptop đời cũ đã chạy quá là chậm. Chúng ta sẽ nâng cấp, tối thiểu là các bạn sẽ nâng cấp SSD, nếu có điều kiện thì các bạn sẽ nâng cấp thêm RAM nha. Thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn nâng cấp SSD và nâng cấp RAM. Đối với SSD thì sẽ được bảo hành miễn phí 6 tháng, đối với RAM thì sẽ được bảo hành 24 tháng. Trong quá trình nâng cấp, nếu mà mình unbox máy ra phát hiện máy có thể là bị dơ, bụi bẩn quá nhiều, bên mình sẽ hỗ trợ vệ sinh laptop miễn phí nha. Đồng thời bên mình sẽ kiểm tra toàn bộ các hoạt động của máy có ổn định hay là không. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem qua video này.